Sau khi mà uống khoảng gần hết liệu trình á thì em cảm thấy là chân em nó thon hẳn, mặc đồ gì lên nó cũng xinh hết trơn á. Đồ gym rồi váy bóc này kia thì nhìn tướng mình thon gọn, mình cũng thích lắm. Hồi lúc trước thì em cũng không phải là quá mập, mà là em hay bị béo bụng với lại mập mỡ ở cái phần đùi. Xong rồi em có coi livestream của chị Tú Huy thì có thấy là chị uống cái này, chị nói là uống cái này sẽ giảm được mỡ đùi, cho nên em mới tò mò rồi mua về dùng thử, mà công nhận là nó có hiệu quả rõ rệt luôn. Cái vị của cà phê gừng này á thì nó cũng giống như là cà phê bình thường thôi, mà nó có thêm vị gừng ở trong đó. Sau khi mà mình uống xong á thì mình cảm giác cái bụng của mình nó ấm ấm. Ăn uống thì cũng bình thường thôi, giống như em đi làm từ 8 giờ sáng rồi chụp ảnh quay phim tới 9-10 giờ đêm thì em vẫn cảm thấy rất là thoải mái, không có mệt mỏi hay là thèm ăn vặt gì như lúc trước hết. Liệu trình của nó thì nó có 3 hộp, em thì em đang dùng tới hộp thứ 2 rồi, ở trong đây thì em dùng còn khoảng được 6-7 gói gì đó. Mọi người nếu mà ai muốn giảm cân á thì em nghĩ là mọi người nên sử dụng liệu trình của cà phê gừng này. Tầm khoảng 2 hộp thôi là em đã thấy nó có hiệu quả rất là rõ rệt rồi.